Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cách làm hạt lựu. Và đây là chè hạt lựu và xương sáo. Thì xương sáo thì nó dễ rồi. Chúng ta ra ngoài chợ chúng ta mua một bịch xương sáo này nha. Và làm theo toàn bộ những cái hướng dẫn mà ở trong đây người ta đã hướng dẫn. Bịch xương sáo. Và mình cũng đã nấu xong rồi. Đây là một dĩa xương sáo. Và mình chờ cho nó nguội nha. Nó gần nguội rồi. Thì mình sẽ dẹp phần này. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần hột lựu. Phan mình nói về cái phần nước cốt dừa nữa, mình sẽ ăn chung với nước cốt dừa. Thì mình ở đây mình sẽ sử dụng là bột nước cốt dừa. Thì nếu như mà các bạn không có bột nước cốt dừa thì các bạn có thể sử dụng bằng nước cốt dừa và tươi á. Người ta bán ngoài chợ nước cốt dừa các bạn thắng cho bạn ăn chung với chè nha. Còn mình thì mình không có cái đó nên mình phải sử dụng là bột nước cốt dừa. Thì các bạn làm theo hướng dẫn. Cứ 150g bột thì các bạn sử dụng 1 lít nước. Thì đối với cái này thì mình sẽ sử dụng là 1 lít nước. Và bây giờ mình sẽ nói tới về cái phần làm hột lựu thì rất là đơn giản. Thì nhưng mà về cái tỷ lệ bột và nước thì mình lâu lắm rồi mình mới làm lại nên mình không có nhớ. Thì bây giờ các bạn sử dụng cho mình là 250g bột năng nha. Và sử dụng cho mình 250ml nước. Và mình sẽ cho từ từ vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Thì về cái hột lựu nếu như các bạn có màu củ dền thì các bạn sử dụng là màu đỏ. Còn mình thì hôm nay mình không có màu củ dền nên mình sử dụng là màu lá dứa. Nên cái hạt lựu của mình sẽ có màu xanh. Màu lá dứa rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ cho nước từ từ. Mình sẽ nhắc lại đây mình sử dụng là 250g bột năng và 250ml nước. Nhưng mình sẽ cho nước từ từ vào do mình không có nhớ tỷ lệ bột và nước nha. Mình trộn đều nó. Làm cái này nó không có khó nhưng mà cần cái độ kỹ thuật cao nha. Đó các bạn chú ý. Mình cũng làm từ từ. Chứ để nó nhão cái là nó hư liền. Ở đây là 250ml nước lá dứa là không có nấu nha. Mình xay chung với nước lạnh thôi nha. Ngoài ra là không có xài nước nóng nha. Ở đây là mình xài nước lạnh bình thường hết nha. Và bây giờ chúng ta đến lúc là chúng ta phải sử dụng đôi bàn tay của mình. Các bạn chưa rửa tay thật sạch nha. Thì các bạn bỏ đi cái vụ mà sử dụng bao tay. Sử dụng bao tay là chúng ta sẽ không có làm được đâu nha. Có cái tay mình mới cảm nhận được cái bột nó như thế nào. Để mình cảm nhận cái bột này trước cái. Còn hơi khô. Phải thêm nữa. Nếu như nó nhão quá là nó sẽ chảy xuống tay. Chúng ta sẽ vò thành lại một cục lớn. Vậy là mình chỉ sử dụng có ít nước thôi, đâu có sử dụng nhiều nữa. Đó các bạn nè, các bạn nhìn cái cục mình nè.
nó nằm gọn trên lòng bàn tay và nó không có dấu hiệu bị chảy xuống, nếu như chảy xuống là bọn mình lỏng đó nha. Chảy xuống là chúng ta xắt hạt lựu là không có ra. Cứng quá cũng không được, nếu như cứng quá là mình xắt hạt lựu sẽ bị bể. Mà đắp lại thành một cục tròn vậy nha. Sau khi các bạn xem cái clip này là các bạn chắc chắn các bạn sẽ biết làm hột lựu, nhưng mà có thể là từ đầu các bạn sẽ không làm được, các bạn có thể làm nhão, thì qua lần sau thì chắc chắn các bạn sẽ thành công thôi. Từ từ mình làm, mình rút kinh nghiệm, và một hồi mình sẽ cân lại cái lượng nước của mình đã sử dụng trong này là bao nhiêu nha, để cho các bạn biết tại vì mình xài không có bao nhiêu nước hết á. Trong lúc mà các bạn làm này á, các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước sôi, đang chuẩn bị mình xắt hột lựu và mình luộc nha. Rồi chúng ta làm vậy cho nó cứng cục này, cho nó chắc lại, nó cứng lại. Chúng ta đập là gì cho nó cứng lại nha. Nè, nó nằm im trên lòng bàn tay và không có dấu hiệu chảy xuống, nó nằm yên, nó theo hình dạng vậy luôn, nó không có bị chảy xuống, là vậy là được. Bây giờ mình sẽ đi cân lại cái lượng nước của mình đã sử dụng là bao nhiêu nha. Rồi bây giờ mình sẽ báo cáo đây cho các bạn biết là mình chỉ sử dụng có 150g nước à. Vậy là mình sẽ đọc lại cái tỷ lệ 250g bột năng, 150g nước. Vậy ngay vậy cuối cùng là mình sử dụng là 250g bột năng và 150ml nước lá dứa. Rồi mình sẽ dẹp cái này ra. Rồi các bạn cần sử dụng cho mình là giấy A4 nha. Giấy nào cũng được, nhưng mà các bạn ưu tiên sử dụng cho mình giấy màu trắng nha. Đừng có lấy giấy tập nó có ô thì nó sẽ ra màu, nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Bây giờ mình sẽ sắt, sắt thành lát mỏng nha. Mình để nó xuống vậy, tại sao để xuống vậy, cho giấy nó hút ẩm á. Mình xắt miếng mỏng, miếng mỏng như nè đó, rồi mình để trên tấm giấy đặng cho nó hút hút ẩm. Đó, các bạn xắt miếng mỏng mỏng như nè đó, rồi các bạn để lên. Đó, mình xắt mỏng vậy đó. Xắt đừng có mỏng quá, đừng có dày quá. Dày quá thì cái hạt lựu nó sẽ bự. Mỏng quá thì nó không có ra hột lựu. Rồi bây giờ sau khi mình xắt xong rồi, mình sẽ để yên khoảng chút xíu à, vài phút, 3 4 5 phút vậy. Đừng có để lâu bột nó khô. Mình để về đặng cho giấy nó hút á, nó hút mấy cái chất ẩm, mấy cái nước ở trong cái này cho nó bột mình hơi ráo, không đem ra phơi nắng nha, để yên vậy nha. Rồi mình để yên cho nó. Bây giờ trong lúc đợi cho cái này nó hơi khô. Tại vì sao phải đợi hơi khô? Tại vì đợi hơi khô chúng ta mới cắt được thành cục viên viên nhỏ nhỏ nhỏ. Nếu như giờ này chúng ta cắt thì nó còn ướt, thì tự nhiên chúng ta cắt thành những cái ô caro á, nhỏ nhỏ nhỏ, tự nhiên hồi nó chảy nó dính lại trơn. Do đó là mình phải để cho nó hơi khô, không để khô. Nếu như để khô quá chúng ta cắt sẽ bể và không có ra hình. Bây giờ trong lúc đợi này khô chúng ta sẽ nấu bột nước cốt dừa như theo trong hướng dẫn. Người ta cho 1 lít nước với 1 bịch bột này.
mình sẽ đổ bột như thôi. Cái clip này nó hơi dài nhưng mà chắc chắn là sẽ đem lại cho các bạn rất là nhiều điều lý thú nha. Từ cái hạt lựu này rất là đơn giản. Mình thì mình học lại từ một người khác thôi, mà mình đã làm nhiều lần rồi. Bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn và khuấy đều nó thôi. Bây giờ cái công đoạn nấu nước dừa thì mình bỏ qua đi, các bạn làm theo hướng dẫn như trong đó nha. Bây giờ do cái dung lượng máy của mình không còn nhiều nữa, bây giờ mình sẽ kết thúc ở cái tập này. Đây là tập 1, thì các bạn đón xem ở tập 2 nha. Các bạn nhớ đón xem tập 2, các bạn nhớ like, share, đăng ký, nhấn nút đăng ký và ấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ xem tập 2 ở cuối clip, nó sẽ chiếu lên nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.